giao lưu anh em cù dúi trượt lách nha anh em. Vành 160, cao 2,7 m. Rất đẹp nha anh em. Cù một cốt mẫu tử này. Tay cành thun thắt không có mạch cắt lớn nha anh em nha. Rất côn cây. Cù trượt lách rất đẹp nha anh em. Góc có thần tử này. Ở dưới gốc thì nó có một cái điểm lúa ngay chỗ này nha anh em, điểm lúa ở đây nè, lúa gốc ở đây nha anh em, hóc với hóc ngay chỗ hai thằng tử đó. Lúa điểm lúa đó nó quen cái khi nhỏ đây nha anh em, đây nè, đi xuống dần đầu cực kỳ ở nô biếu nha. Một cây dúi trực lách rất đẹp nha anh em, đang bầu nha. Hành 160, cao 2,7 m nha anh em. Chi chốt phân bố từ gốc tới ngọn luôn nha anh em nha. Để lấy thang đỡ quay cho cái bể đó. Rồi anh em thiện chí giao lưu nha anh em. Chào anh em hết nha.